Thưa quý vị, Piaggio Việt Nam vừa ra mắt phiên bản mới 2020 của mẫu xe tay ga cao cấp Medley với nhiều cải tiến về thiết kế và công nghệ. Mẫu xe ga bánh lớn cao cấp của Piaggio có hai phiên bản, Medley 125cc và Medley S 125cc và 150cc, đều được trang bị phanh ABS. Xe có giá bán từ 75 triệu đồng và đã có mặt trên thị trường từ đầu tháng 3 năm 2020. Ở phiên bản mới lần này, Piaggio Medley được cải tiến và nâng cấp nhiều chi tiết, đặc biệt là công nghệ kết nối thông minh. Chiếc xe này ra đời với ý tưởng kết hợp từ sự gọn nhẹ của một chiếc xe đô thị kết hợp với tính năng động của dòng xe ga bánh lớn và sự tiện lợi của một chiếc xe tay ga đường trường. Giá trị hiện đại của công nghệ và phong cách hòa quyện vào nhau. Nhìn tổng thể thiết kế của Medley với yếm trước thiết kế mới đi cùng những đường nét tạo hình mạnh mẽ, nổi bật với cà vạt viền chrome cá tính kết hợp hài hòa với họa tiết lưới tổ ong 3D. Mẫu xe Piaggio Medley 2020 là sự tổng hòa tuyệt vời của hai yếu tố mới. Điểm thứ nhất là thiết kế của xe. Mặt trước của Medley được thay đổi để trở nên năng động và lôi cuốn hơn. Chúng tôi cũng nâng cấp cụm đèn pha halogen lên công nghệ đèn full LED tối tân, cải thiện rõ rệt tầm nhìn cho người lái và tăng độ an toàn của xe. Vành bánh xe cũng có thiết kế mới với màu sơn đen cho bản S và màu bạc cho phiên bản tiêu chuẩn. Ngoài ra, cụm đồng hồ đã được nâng cấp lên màn hình LCD mới hiện đại và tiện dụng. Điểm mới thứ hai đó chính là công nghệ tích hợp trên Medley. Giờ đây, điện thoại smartphone của người lái đã có thể kết nối trực tiếp với màn hình hiển thị trên cụm đồng hồ thông qua hệ thống kết nối Piaggio MIA, giúp nâng tầm trải nghiệm cho người dùng. Bạn có thể kết nối và theo dõi các thông số chi tiết về phương tiện và hành trình di chuyển thông qua ứng dụng Piaggio MIA như tốc độ trung bình, quãng đường đã đi được. Bạn cũng có thể dễ dàng quản lý việc bảo dưỡng xe và tìm kiếm những đại lý chính hãng của Piaggio. Đó là những thay đổi chính trên Piaggio Medley 2020. Ngoài ra, chúng tôi vẫn giữ lại những điểm mạnh của dòng xe Medley cũ. Xe vẫn được trang bị động cơ iGET, một trong những động cơ tốt nhất trên thị trường hiện nay với những ưu điểm nổi trội như ít tiếng ồn, động cơ êm ái và tiết kiệm nhiên liệu. Piaggio Medley 2020 chính là câu trả lời cho những kỳ vọng của khách hàng đối với Medley. Chúng tôi đã trở lại với một mẫu xe thanh lịch hơn, năng động hơn. Trên phiên bản Medley S thể thao, ngàm phanh được sơn vàng và đĩa phanh tạo hình sóng cá tính kết hợp hài hòa với vành xe 5 chấu sơn đen nhám thể thao. Nhấn nhá thêm các chi tiết sơn đỏ nổi bật ở giảm sóc tem trên vành xe, viền chrome đỏ trên cà vạt, đường chỉ đỏ ở yên xe tạo nên thiết kế tổng thể hài hòa, đẹp mắt và đầy cá tính. Trong khi đó, Medley 2020 phiên bản tiêu chuẩn có yên xe nâu sẫm là điểm nhấn cùng các chi tiết sơn nhám màu đồng, kết hợp hài hòa với vành bánh xe sơn bạc. Đặc biệt, cụm đèn LED 2 tầng hoàn toàn mới được thiết kế nam tính, đèn định vị trước và sau cũng đều được trang bị đèn LED. Bản đồng hồ kỹ thuật số LCD được thiết kế hoàn toàn mới và tiện dụng, cho phép tìm hiểu mọi thông tin cần thiết về hành trình, trạng thái vận hành của xe một cách nhanh chóng và chi tiết. Bình xăng được đặt gọn gàng xuống khu vực để chân giúp việc nạp nhiên liệu thuận tiện, đồng thời cũng giúp giải phóng không gian của cốp xe lên tới 36 lít, vừa vặn cho hai chiếc mũ bảo hiểm 3/4. Ngăn chứa đồ phía trước xe có cổng USB giúp sạc smartphone, móc treo đồ mới sử dụng dễ dàng hơn. Medley 2020 tiếp tục được trang bị hệ thống khóa từ chống trộm. Riêng ở phiên bản Medley S có thêm thiết bị tìm xe by Finder. Piaggio Medley 2020 tiếp tục được trang bị động cơ iGET 125 và 150cc, 4 thì 4 van, phun xăng điện tử và làm mát bằng dung dịch, tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường. Cách đây 13 năm khi lần đầu tiên đến Việt Nam, chúng tôi đã quyết định đặt Việt Nam trở thành trụ sở chính của tập đoàn tại khu vực châu Á. Trong 13 năm qua, công ty Piaggio đã và đang hoạt động hiệu quả, tiên phong dẫn đầu trong phân khúc, và vẫn là một trong số ít những công ty làm được việc này. Điều đó đánh dấu khởi đầu một mối quan hệ kinh doanh lâu dài và thành công hơn nữa giữa Piaggio và Việt Nam. Tập đoàn Piaggio coi Việt Nam là ngôi nhà thứ hai, và điều đó khiến thị trường Việt Nam đạt được vị trí số 1 tại thị trường châu Á và vị trí thứ 3 trên toàn cầu với tập đoàn Piaggio. Vai trò và sứ mệnh chính của bộ đôi Medley chúng tôi ra mắt ngày hôm nay là để đưa Việt Nam trở thành thị trường số 1 trên toàn cầu của tập đoàn Piaggio. Do đó, chúng tôi sẽ có rất nhiều việc phải làm, nhưng chúng tôi tự tin rằng điều đó sẽ trở thành hiện thực. Trong lần ra mắt này, Piaggio cũng ra mắt hệ thống kết nối thông minh Piaggio MIA, kết nối giữa điện thoại smartphone với bản đồng hồ kỹ thuật số thông qua Bluetooth. Bằng việc sử dụng nút mode điều khiển ở bên tay lái phải, người lái có thể dễ dàng quản lý cuộc gọi, nghe nhạc từ máy điện thoại. Ngoài ra, trên bản đồng hồ LCD sẽ hiện các thông báo tin nhắn điện thoại, các cuộc gọi điện thoại, tình trạng pin điện thoại khi đang lái xe. Trên ứng dụng Piaggio MIA, khách hàng có thể cập nhật các thông tin về hành trình di chuyển, trạng thái vận hành của xe cũng như các thông tin khác như nhiệt độ ngoài trời.
Ngoài ra, tính năng lưu vị trí khi xe tắt máy trên MIA cũng giúp người lái xe dễ dàng tìm được xe của mình dù ở những bãi đậu xe đông nhất. Ứng dụng này có thể được tải xuống từ Google Play hoặc App Store. Ngoài các trang bị tiêu chuẩn trên xe, Piaggio còn cung cấp một số phụ kiện khác dành cho những khách hàng có nhu cầu trang bị thêm. Piaggio Medley 2020 có 5 màu sắc: trắng, đen, xanh, xám và đen nhám, với giá bán dành cho các phiên bản tiêu chuẩn là 75 triệu đồng, phiên bản thể thao 125cc là 79 triệu đồng và phiên bản thể thao 150cc là 94 triệu đồng, đã bao gồm VAT. Xe đã có mặt tại hệ thống đại lý Piaggio trên toàn quốc từ đầu tháng 3 năm 2020.